Hi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn là một Tarot reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trò bài Tarot và Oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống, đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bỏ hộ thiêng liêng. Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là ngày thứ 7, ngày 5 tháng 8 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có ba lá bài tượng trưng cho ba tụ bài. Đây là tụ 1. Tụ 2. Và tụ 3 ha. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hi, xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 1 để xem coi ngày thứ 7, ngày 5 tây tháng 8 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào. Và đây những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi, mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Các bạn tuần 1 là những người có thể là đang trong thời điểm của sự gọi là tiết kiệm ha. Ừ, các bạn có thể có một sự gọi là thắt chặt chi tiêu hơn. Và dường như có thể là các bạn đang có những cái điều nguyện cầu gì đó. Và các bạn muốn có sự bình yên. À, một số bạn dạo gần đây là các bạn bị mất ngủ ha. Có những cái sự trằn trọc hoặc là có những cái sự tiếc nuối gì đó. Ừ. Và mình thấy thể các bạn nên có sự chú trọng về mặt sức khỏe, tinh thần cũng như là tài chính thì nên có một cái sự kỹ lưỡng hơn. Để tránh bị thất thoát. À, mình thấy có thể là các bạn à, sắp có lại cái sự nhiệt tình hoặc là cái sự hăng hái trong cuộc sống ha ừ. các bạn là những người có thể hơi nóng tính một chút nhưng mà các bạn là những người có sự chủ động mạnh mẽ và kiên cường quyết liệt theo đuổi mục tiêu ước mơ của mình và trong thời điểm này mình thấy có thể là một vài bạn các bạn hơi cảm thấy à, hơi um, có một sự bốc đồng gì đó thì các bạn nên có sự cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói và cách cứ ứng xử ha, để tránh gây ra những cái Um, điều hối tiếc cho bản thân Hoặc là gây ra những cái sự gọi tranh cãi với người khác Hoặc uh, có ai gọi là công kích bạn Thì tốt nhất bạn chọn sự im lặng ừ, Để đáp trả Thì nó sẽ hay hơn cho bạn Để tránh những cái rủi ro sau này Rồi, ngày thứ 7 5 tháng 8 năm 2023 Của bạn sẽ như thế nào? trong ngày hôm nay mình thấy có thể là các bạn sẽ lên kế hoạch chi tiết gì đó cho cái hướng đi sắp tới. À, các bạn sẽ dạch ra con đường hướng đi mà sẽ làm gì trong thời gian tiếp theo và sẽ thực hiện như thế nào ừ, kiểu như vậy. Một vài bạn có thể là sẽ gửi tin nhắn hoặc là nhận được tin nhắn từ đâu đó ha. Ừ, có một số bạn liên quan đến hồ sơ giấy tờ pháp lý gì đó ha hoặc liên quan đến vụ kiện gì đó ở đây. À. Một vài bạn ở đây thì mình thấy có thể là các bạn sẽ có sự tương tác với một người mang năng lượng nữ đây là một người à, có một cái sự à, thu hút ha à, giỏi ăn nói khôn ngoan và có thể họ rất là tự tin và một người mang năng lượng nữ nữa đây là một người có sự lý trí sáng suốt lạnh lùng và có sự nguyên tắc thì có thể là hai người này có thể là họ có sự gọi là hỗ trợ giúp đỡ cho bạn trong những cái quá trình làm giấy tờ hồ sơ gì đó hoặc là ở đây mình thấy có thể là đây là những người bạn ha, hoặc là người chị gì đó của bạn vân vân. Ừ. Một số bạn ở đây mình thấy dường như các bạn có một cái sự rời khỏi một cái tình huống hoặc là một cái công việc, à, có thể là bạn sẽ được nhận công việc mới chẳng hạn. Đồng thời mình thấy có thể là các bạn cũng uh, có thể là có những cái dự tính đi đâu xa ở đây. Ừ, một số bạn có thể là các bạn muốn đi du lịch chơi hoặc là bạn chuyển nhà vân vân ha, thấy có sự sắp xếp giấy tờ gì đó trong ngày hôm nay thì có thể là các bạn được khuyến khích giống như mình nói phải có sự cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói ừ. một vài bạn thì mình thấy có thể là các bạn sẽ có một cái buổi biểu diễn nào đó ha tham gia một cái chương trình có thể là phải đi công tác và mình thấy có thể là các bạn sẽ hoàn thành tốt ừ. cũng như phải có sự gọi là à, hoạt ngôn và có sự chú ý trong những cái thông điệp mà bạn chia sẻ ha ừ. kỹ lưỡng hơn trong lời ăn tiếng nói của mình trong cái phát ngôn của mình một vài bạn có thể là được cân nhắc được thăng chức là vị trí cao hơn ừ. thấy các bạn có một cái tầm nhìn triển vọng tích cực trong tương lai ha ừ. Hồ số bạn các bạn có những cái sự đưa ra những giải pháp và các bạn có sự lạc quan hơn. Ở đây mình thấy dường như các bạn có sự sắp xếp như mình nói lên kế hoạch quản lý một cái khoảng thời gian gì đó cho phù hợp. Ừ, một số bạn thì mình thấy có thể là các bạn sẽ đi đúng giờ hoặc là các bạn có hẹn với ai đó ở đây. Và mình thấy có thể cũng có rất là nhiều áp lực mệt mỏi ha, nặng nề trong tâm trí tinh thần nhưng mà mình thấy bạn vẫn cố gắng à gồng mình vượt qua. Ừ. Và mình thấy là các bạn nên uống nước hay các bạn có sự gọi là hơi lơ là với nước nôi đó <laughs> Một số bạn có thể là lên kế hoạch cho chuẩn bị cho những cái chuyến đi biển trong thời gian sắp tới nè Ở đây thì một số bạn các bạn đang rất là bận rộn và đa nhiệm vụ ha thì bạn đang có phải gánh vác nhiều trách nhiệm và bạn có thể cảm thấy căng thẳng về cái lịch trình của mình thì có khả năng sức khỏe của bạn cũng bị căng thẳng vì bạn đang tự mình làm mọi thứ mà không cần sự giúp đỡ thì có thể là một số bạn có những người khác họ đang có sự lợi dụng cái sự hào phóng của bạn nữa bạn đang được hướng dẫn để chịu trách nhiệm về cái lịch trình của bạn nha bạn có thể giải phóng đi gì đó để tạo cho mình nhiều không gian thở hơn À, và hãy nhớ cầu nguyện để có được cái sức mạnh trong cái việc mà thiết lập cái ranh giới và nói không với những cái yêu cầu không phù hợp với thời gian của bạn nếu bạn có xu hướng làm hài lòng mọi người ha và cảm thấy bắt buộc phải nói đồng ý với người khác thì đây là thời điểm mà các bạn nên có sự gọi là um, trân trọng và có sự gọi là uh, nhìn nhận về những cái điều bạn mong muốn hơn là những nhu cầu của người khác dành cho bạn um một số bạn các bạn có những cái uh, sự gọi là bị uh, nghiện phim truyền hình <laughs> hoặc là những cái drama tiêu cực hàng ngày uh, nó sẽ khiến cho bạn căng thẳng mệt mỏi thêm nữa cho nên là chỉ chú ý vào những gì thực sự quan tâm những gì thực sự phù hợp với bạn thôi đừng để tâm đến những cao trào đến những cái vấn đề ở ngoài ở ngoài xã hội ha. điều bạn cần đó là cái thời gian nghỉ ngơi và cân bằng trong cái thời gian làm việc của bạn uhm và ở đây thì bạn tốt nhất nên có một kế hoạch cho sức khỏe của mình ha ừ. để uh, bản thân của bạn không có bị uh, ngã gục không có bị gọi là kiệt quệ về mặt sức khỏe đó ừ. cho nên có thể là các bạn đang có những vấn đề này cái thiên thần muốn trấn uh, an muốn uh, nhắn nhở nhắn nhủ các bạn để cho các bạn không có quá gọi là uh, khiến cho bản thân của mình trở nên uh, mệt mỏi và hao mòn sức khỏe ha rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 1 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn. Hai xin chào các bạn tụ 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 2 để xem coi ngày thứ bảy ngày 5 tây tháng 8 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào. Và đây những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở. Và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng các bạn tụ 2. Các bạn tụ hai là những người có một cái sự gọi là lý trí ha và có thể các bạn cũng rất là giỏi trong việc đưa ra những cái uh, uh, kiến thức những cái dự án những kế hoạch gì đó Nói chung có khả năng một số bạn các bạn là những người lãnh đạo uh. Uh. Uh, và ở đây mình thấy có thể là các bạn cũng rất là nhiệt tình ha um, đầy sự gọi là uh, thu hút người khác ha có khả năng gọi là tự tin phát biểu trước đám đông rồi đó vân vân đầy sự gọi là hăng say trong công việc của mình và mình thấy dường như các bạn đang trải qua những cái sự mất mát thiếu thốn gì đó và vẫn còn những cái nỗi buồn nỗi đau ở đây và mình thấy các bạn đang cố gắng cân bằng lại sức khỏe tinh thần cũng như cố gắng chữa lành à, trái tim của mình Một số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn đang bước sang một cái hành trình mới ha một cuộc sống một tương lai một kế hoạch một cái đam mê gì đó mới mẻ ở đây mọi thứ dường như đang gọi là mở ra cho bạn và bạn đang gọi là có sự hào hứng bước vào cái không gian mới này à, một số bạn có khả năng dạo gần đây là các bạn nên có sự chú trọng hơn về sức khỏe rất là dễ bị cảm lạnh nha rồi thứ bảy ngày 5 tây tháng 8 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào À, trong ngày hôm nay một số bạn các bạn sẽ có sự ăn uống gì đó ở đây ha hay là có sự tổ chức tiệc sinh nhật à, hoặc là ăn sinh nhật của một ai đó Và vài bạn các bạn có những cái sự cảm thấy đủ đầy cảm thấy thoải mái ha? hoặc là các bạn có sự gọi là hoàn thành xong một cái kế hoạch gì đó hay có sự ăn mừng với mọi người ừ, có một số bạn các bạn có những cái cảm giác thèm ăn đồ ngọt à, một vài bạn có thể là các bạn sẽ ăn bánh ngọt trong ngày hôm nay đồng thời mình thấy dường như là các bạn um, sẽ có sự tương tác với ba mẹ của mình à, gần gũi hơn với cha mẹ của mình quan tâm hơn với cha mẹ hoặc là một vài bạn có sự quan tâm nhiều hơn đến uh, những đứa trẻ trong cuộc sống của bạn có thể là ba của bạn có thể là cháu của bạn hoặc là con của bạn vân vân À, mình thấy có thể là ngày hôm nay à, các bạn nghe được một cái tin tức gì đó ở xa Có thể là từ người thân họ hàng ha à, Nhắn tin gọi điện gì đó cho các bạn ở đây ừ. Và trong ngày hôm nay có thể các bạn bận biểu đến nỗi không có thời gian cho bản thân của mình Không có chút cái sức lực để nghỉ ngơi Các bạn nên có sự thư giãn một chút ừ. Và cuối ngày các bạn nên ngủ sớm đi ha à, Mình thấy thì có thể là một vài bạn á, là Các bạn có sự kết thúc một cái điều gì đó hay là kết thúc một công việc Ừ, hoặc là kết thúc một cái uh, vấn đề tiêu cực nào đó ở đây ừ. các bạn muốn sống cân bằng hơn hoặc các bạn muốn sống hồn nhiên ngây thơ hơn chứ các bạn không có muốn sống quá khắc nghiệt với bản thân hoặc là quá gọi là căng thẳng nữa kiểu như vậy à, một vài bạn có thể là bạn có sự gọi là kết thúc uh, cái việc gọi là đam mê ăn uống ha kiểu vậy ha các bạn muốn có một cái sức khỏe tốt hoặc là các bạn muốn có một cái dấu dáng đẹp cho nên mình thấy dường như các bạn uh, sẽ kiên trì thực hiện cái quá trình nữa là giảm cân ừ. đồng thời mình thấy có thể là có một vài bạn các bạn sẽ mua điện thoại mới hoặc là có thể là các bạn sẽ uh, đọc sách tin tức hoặc tin điện tử gì đó rất là nhiều ở đây nè trong ngày hôm nay thì mình thấy có thể là một vài bạn được ai đó biếu quà tặng ha hoặc là bạn sẽ biếu đồ ăn thức uống gì đó cho ai đó ở đây. Các bạn được khuyến khích hãy luôn giữ vững tinh thần ha, cân bằng và đừng để bản thân của mình rơi vào cái giai đoạn có sự gọi là mất cân bằng và mệt mỏi. Ừ. Mình thấy có thể là các bạn nên có sự chú trọng hơn về cái vấn đề ăn uống hay vệ sinh thực phẩm rồi đó ừ. để tránh có những cái vấn đề liên quan đến sức khỏe của bạn, dạ dày bao tử của bạn. À, một số bạn ở đây có thể các bạn có những cái lo lắng về vấn đề sức khỏe của bản thân hoặc của gia đình của bạn ha. Cho nên là các bạn cũng cảm thấy hơi bị áp lực trong giai đoạn này nữa Đây một số bạn có thể là các bạn có sự gọi lật lại những ký ức ha, xem lại những cái bức hình ở đây hoặc là có một cái sự uh, nhớ về những cái kỷ niệm hoài niệm gì đó. Ừ. có thể là các bạn có sự chụp ảnh gì đó ở đây nè. Trong ngày hôm nay có thể là một số bạn sẽ tham gia một cái khóa huấn luyện đào tạo ha và mình thấy có thể là bạn sẽ một vài bạn sẽ giữ cái vị trí là người cái huấn luyện người khác đào tạo người khác hoặc cho người khác lời khuyên hoặc là bạn nhận được những nhiều kiến thức uh, nhiều cái lời khuyên từ người khác dành cho bạn chẳng hạn có thể một số bạn các bạn có tham gia một cái khóa học online nào đó ở đây hoặc là một cái buổi tiệc online ở đây ha À, một số bạn có thể có những cái lời ai đó đưa ra những cái lời nói tiêu cực rồi đó đến với bạn cho nên bạn cảm thấy khó chịu hoặc là có những cảm giác à, hoặc là để cho bản thân lắng nghe những cái nỗi sợ những cái bất an gì đó cho nên bạn cảm thấy hơi bồn chồn ừ. thì việc của bạn là phải gọi là cân bằng tỉnh táo và sáng suốt ha và biết suy nghĩ ở đây một vài bạn ở đây mình thấy có thể là vào chiều tối các bạn tốt nhất là đừng nên đi ra ngoài à, để tránh những cái trường hợp như là bị đuổi theo bị bao vây hoặc là bị uh, thuốc mê gì đó vân vân nói chung là cẩn thận với người lạ ừ. hoặc một số bạn có thể là bạn đọc được những tin tức mà liên quan đến những cái vấn đề này ha ừ. ở đây thì mình thấy các bạn nên dành thời gian để chăm sóc cho bản thân của bạn ừ. Khi mà bạn đặt nhu cầu của bản thân mình ở cuối danh sách á, thì đó là dấu hiệu của việc quá bận rộn và không cảm thấy rằng bạn có đủ thời gian để nghỉ ngơi, tập thể dục, ăn uống lành mạnh hoặc là uh, các hình thức khác để tự chăm sóc cho mình. Uh, cái việc chăm sóc bản thân là điều cần thiết ha, cho cái sức khỏe, cho cái hạnh phúc và cái mục đích sống của bạn. Vũ trụ và các thiên thần muốn nâng cao cuộc sống của bạn để bạn không còn cảm thấy bị áp bức hoặc là trở thành nạn nhân nữa ha và ở đây bạn không chỉ uh, xứng đáng được chăm sóc bản thân mà còn phải dành thời gian cho nó ngay lập tức uhm. đây là một cái sự khẩn cấp ha uh, để đáp lại cái lời cầu nguyện của bạn cho cái cuộc sống tốt đẹp hơn đó vũ trụ đã ban cho bạn cái sức mạnh để tự mình thực hiện những bước đầu tiên bằng cách thêm cái việc chăm sóc bản thân và cái lịch trình hàng ngày của bạn và xóa bỏ những công việc không mong muốn ha đã đến lúc bạn nói không với những cái điều gây sao nhãn và đồng ý với những ưu tiên của mình bao gồm cả việc gọi là yêu thương lo lắng cho bản thân của bạn nha À, và ngày hôm nay một số bạn các bạn nên có sự gọi là yêu thương và để ý đến những đứa trẻ trong cuộc sống của bạn, ha. tránh những cái trường hợp như là bắt cóc hay gì đó vân vân ừ. hoặc là sức khỏe của chúng hoặc là của gia đình bạn ha. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn. Hai xin chào các bạn tụ ba. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ ba để xem coi ngày thứ bảy ngày Năm tây tháng 8 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào và đây là những trả bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng các bạn tụ 3. Các bạn tụ 3 là những người rất là lý trí ha và có sự tỉnh táo trước những cái vấn đề gì đó trong cuộc sống của bạn. Các bạn đã trải nghiệm rất là nhiều điều trong cuộc sống và mình thấy dường như các bạn đang có những cái uh, vấn đề gì đó như có sự cạnh tranh, mâu thuẫn hoặc là có thể các bạn đang có những cái tâm trạng hơi rối ren hoặc là khó chịu trong thời điểm này ha. Và mình thấy các bạn cũng hơi nóng tính hoặc là các bạn đã có những cái sự tranh cãi với ai đó và bây giờ các bạn đang cảm thấy có những cái sự buồn bã, không ngủ được, hối tiếc. Ừ. Và mình thấy các bạn cũng là một người uh, đang nghĩ ngợi đến vấn đề về nhà cửa hoặc là ở đây một số bạn sắp có những cái sự tụ họp gia đình hoặc là những cái sự làm rõ những cái vấn đề mâu thuẫn gì đó sắp có một cái sự gần gũi hoặc là một cái sự thắng lợi ha hoặc là một vài bạn có thể có sắp có nhà cửa ở đây à, có những cái tin tức gì đó khá là tươi sáng đến với bạn và mình thấy có thể là các bạn cũng là một người À, có một cái nguồn năng lượng ấm áp ha à, có thể lan tỏa cho người khác khi mà bạn vượt qua được cái vấn đề của mình thì có thể là bạn sẽ giúp cho người khác khắc phục được cái vấn đề của họ ở đây một số bạn thì có thể là các bạn à, nên hạn chế cái việc thức khuya nhiều quá nó ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn ha và mình thấy à, các bạn là những người rất là thích đi đến những nơi nào đó mà có hoa lá cây cạnh rồi đó ha ừ. có thể là bây giờ thời điểm này bạn cảm thấy nhức nhói khó chịu và không có cái sự bình tĩnh thì các bạn nên ra ngoài tiếp xúc thiên nhiên cây cỏ, hoa lá nhiều hơn để giúp cho bạn có thể cân bằng và có sự tĩnh tâm. Ừ. Rồi, à, để mình xem coi ngày thứ 7, ngày 5 tây tháng 8 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào. Trong ngày hôm nay một số bạn có sự tương tác tiếp xúc với mẹ của mình ha. Ừ. Và mình thấy có thể là các bạn cũng đem đến những cái món quà gì đó cho mẹ của bạn chẳng hạn vân vân hoặc là có thể một số bạn nhận được một cái cơ hội một cái sự giúp đỡ hoặc một cái lời khen gì đó từ một người à, có thể là mẹ bạn hoặc là một cái người một phụ nữ à, họ đã trưởng thành dưỡng chắc trong cuộc sống rồi ha thậm chí có thể là có gia đình một vài bạn có thể là nhận được những tin tức liên quan đến con cái hoặc người thân của bạn họ có tin vui về con cái và mình thấy các bạn là những người sẽ có rất là nhiều cái sự lựa chọn trong ngày hôm nay có thể là bạn muốn mua nhiều thứ và cuối cùng bạn chọn được một cái món đồ mà bạn yêu thích ừ. và mình thấy các bạn có sự đọc sách nghiên cứu tìm tòi thông tin kiến thức gì đó ha một vài bạn có thể là bạn sẽ đi chùa hoặc đi nhà thờ trong ngày hôm nay à, và mình thấy có thể là các bạn có trực giác khá là cao cho nên hãy tin tưởng vào trực giác của mình ở đây mình thấy dường như có một cái điều gì đó khiến bạn cảm thấy khó chịu ừ và việc của bạn nên điềm tâm suy nghĩ ha, đừng vội vàng đưa ra những phán quyết gì cả và đừng nói ra những lời nói khiến cho người khác khó chịu hoặc là đừng để tâm đến những cái lời gây hấn từ người khác dành cho bạn hãy tập trung vào cái việc ưu tiên của mình và mình thấy có thể là bạn có sự tương tác với một người mang năng lượng nam nữa đây là một người thông minh có tài lãnh đạo một người có sự gọi là vững chắc trong cuộc sống có địa vị thì có thể cái người này họ sẽ cho bạn lời khuyên hoặc là có sự tương tác nói chuyện gì đó hoặc có khả năng một số bạn nữ là cái người này họ sẽ uh, có sự tán tỉnh tỏ tình ha uh. Uh, một vài bạn thì ngày hôm nay có nói chuyện với người yêu thì nên có một cái sự tiết chế lại để tránh gây ra những cái sự uh, mâu thuẫn với nhau ha gây tổn thương cho nhau ngày hôm nay mình thấy có một cái sự hối lỗi hoặc là một cái sự tha thứ gì đó được diễn ra ừ. và mình thấy các bạn có một cái sự cố gắng kiên trì vượt qua những thử thách khó khăn của mình để đạt được cái điểm đến của bạn ha. À, một vài bạn có thể là các bạn sẽ có một cái buổi thuyết trình diễn thuyết dẫn dắt chương trình gì đó thì mình thấy có thể là bạn sẽ hoàn thành tốt như, nếu như bạn đừng để tâm đừng để những cái vấn đề phiền nhiễu nó ảnh hưởng đến tinh thần của bạn mà bạn chỉ tập trung vào cái công việc của bạn thôi thì có thể là bạn sẽ nhận được lời khen hoặc là nhận được cái cúp món quà hoặc là những sự tôn vinh hoặc là có thêm những những cái công những cái sự cộng tác với người khác ừ. một số bạn dường như các bạn chọn luôn tụ 2 với tụ 3 và mình thấy trong ngày hôm nay thì có thể là các bạn sẽ tham gia một cái khóa huấn luyện đào tạo hoặc bạn sẽ là cái người huấn luyện đào tạo người khác ừ. thấy có được cái sự gọi là trao dò kiến thức rất là nhiều ở đây ha và ngày hôm nay cần phải có một cái sự chú trọng hơn trong cách ăn uống của bạn ừ. ăn đủ chất ha. hoặc là có chế độ ăn uống lành mạnh ở đây ha ở đây thì một cái dấu hiệu cho thấy là sự lo lắng của bạn là không cần thiết ha vũ trụ và các thiên thần đang giúp cho bạn giải tỏa ừ. bởi vì khi bạn lo lắng thì bạn có khả năng là bị kiệt sức và suy nhược về sức khỏe thể chất tinh thần và cảm xúc và đồng thời ha bạn khiến cho những cái điều bạn lo lắng nó trở thành sự thật đó ừ ở đây thì cái thiên thần và vũ trụ đang dỡ bỏ những gánh nặng này khỏi tâm trí của bạn, ha, trái tim và cơ thể của bạn. Đầu tiên là các ngài muốn nhắc nhở bạn rằng mọi lo lắng đều tập trung vào những suy nghĩ về tương lai. Ha. Với cái sự chú ý của bạn cố định vào những gì ở phía trước, thì rất là khó để bạn tập trung những gì ở hiện tại. Bạn đang được hướng dẫn để chú ý đến những cái khoảnh khắc hiện tại này. Chẳng hạn như cảm giác của cơ thể bạn lúc này, ha. hoặc là những cảm xúc gì đó của bạn, suy nghĩ của bạn. Bằng cách bạn tập trung vào những gì đang diễn ra trong hiện tại thì tâm trí của bạn sẽ tránh xa những lo lắng trong tương lai của bạn. Hãy uh, phó thác những cái nỗi lo lắng phiền muộn của bạn cho vũ trụ các thiên thần để các ngài có thể giúp đỡ cho bạn. Ha. Um, và khiến cho cái hoàn cảnh của bạn nó trở nên gọi là nhẹ nhàng hơn. Ừ. Bạn hãy nhớ rằng cái việc gọi là lo lắng thì không bao giờ giúp ích được gì cả, nhưng cái lời cầu nguyện thì luôn giúp được mọi thứ ha. Rồi, mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn.